Phẩm thứ 18, Tác Vấn Thừa. Hỏi về Đại Thừa. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn? Làm thế nào để biết được Bồ Tát phát thú Đại Thừa? Phát từ đâu, đi đến đâu và an trú ở chỗ nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật là Bồ Tát hành Ma Ha Diễn. Thế nào gọi là Bồ Tát hành Đàn Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng pháp vô sở đắc, đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, bố thí nội ngoài vật sở hữu của mình, rồi cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Thế nào gọi là Bồ Tát hành Thi La Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, tự mình hành 10 thiện đạo và cũng dạy người khác hành 10 thiện đạo. Thế nào gọi là Bồ Tát hành Sẵn Đề Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, tự mình hành nhẫn nhục và cũng dạy người khác hành nhẫn nhục. Thế nào gọi là Bồ Tát hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, tự mình siêng năng tinh tấn hành năm pháp Ba La Mật kia, chẳng hề ngưng nghỉ, và cũng dạy người khác siêng năng tinh tấn hành các Ba La Mật. Thế nào gọi là Bồ Tát hành Thiền Na Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, tự mình dùng các phương tiện vào các thiền định mà chẳng chấp trước các thiền gì, và cũng dạy người khác hành các thiền định. Thế nào gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, chẳng chấp các pháp tướng, quán hết thảy các pháp đều là tự tánh không, đều là bất khả đắc, và cũng dạy người khác hành như vậy. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành 18 không là Bồ Tát hành Ma Ha Diễn. Những gì là 18 không? Này Tu Bồ Đề, đó là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu di không, vô di không, tất cánh không, vô thủy không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Thế nào gọi là nội không? Này Tu Bồ Đề, nội pháp gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Thế nhưng nhãn dẫn đến ý đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của nội pháp tự như vậy nên gọi là nội không. Thế nào gọi là ngoại không? Này Tu Bồ Đề, ngoại pháp gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thế nhưng sắc dẫn đến pháp đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của ngoại pháp tự như vậy nên gọi là ngoại không. Thế nào gọi là nội ngoại không? Này Tu Bồ Đề, nội ngoại pháp gồm 12 nhập, trong đó có 6 nội nhập là 6 căn và 6 ngoại nhập là 6 trần. Thế nhưng 6 nội nhập và 6 ngoại nhập đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của nội ngoại pháp tự như vậy nên gọi là nội ngoại không. Thế nào gọi là không không? Này Tu Bồ Đề, không là hết thảy các pháp đều là không, mà không đó cũng là không, cũng chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của không tự như vậy nên gọi là không không. Thế nào gọi là đại không? Này Tu Bồ Đề, 10 phương gồm phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, 4 phương chéo, phương trên, phương dưới đều là không, đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của 10 phương tự như vậy nên gọi là đại không. Thế nào gọi là đệ nhất nghĩa không? Này Tu Bồ Đề, đây là nói về Niết Bàn. Niết Bàn cũng là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của Niết Bàn tự như vậy nên gọi là đệ nhất nghĩa không. Thế nào gọi là hữu di không? Này Tu Bồ Đề, pháp hữu di gồm những pháp có sanh, có trú, có diệt ở trong ba cõi. Thế nhưng cả ba cõi dục, sắc và vô sắc đều là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của ba cõi tự như vậy nên gọi là hữu di không. Thế nào gọi là vô di không? Này Tu Bồ Đề, pháp vô di gồm các pháp chẳng có các tướng sanh, trú, diệt. Thế nhưng pháp vô di cũng là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của pháp vô di tự như vậy nên gọi là vô di không. Thế nào gọi là tất cánh không? Này Tu Bồ Đề, nói tất cánh không là nói về hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, rốt ráo bất khả đắc, đều là chẳng phải thường, chẳng phải diệt,
Vì tánh của hết thảy pháp tự như vậy, nên gọi là tất cánh không. Thế nào gọi là vô thủy không? Này Tu Bồ Đề, chỗ khởi đầu của hết thảy pháp là không, là bất khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của chỗ khởi đầu tự như vậy, nên gọi là vô thủy không. Thế nào gọi là tán không? Này Tu Bồ Đề, nói tán là nói về sự tán hoại, sự hủy diệt của các pháp. Thế nhưng tán cũng là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của sự tán hoại tự như vậy nên gọi là tán không. Thế nào gọi là tánh không? Này Tu Bồ Đề, các pháp tánh dù là hữu di pháp tánh, dù là vô di pháp tánh, chẳng phải do Phật làm ra, chẳng phải do chư thánh hiền làm ra, chẳng phải do ai làm ra cả. Các pháp tánh đều là không, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì pháp tánh tự như vậy nên gọi là tánh không. Thế nào gọi là tự tướng không? Này Tu Bồ Đề, tự tướng của sắc là tướng biến hoại, tự tướng của thọ là tướng lãnh nạp, tự tướng của tưởng là tướng suy diễn, tự tướng của hành là tướng tạo ác, tự tướng của thức là tướng liễu biệt. Thế nhưng các tự tướng ấy đều là không, là bất khả đắc. Vì tánh của tự tướng tự như vậy nên gọi là tự tướng không. Thế nào gọi là chư pháp không? Này Tu Bồ Đề, nói chư pháp là nói về hết thảy các pháp gồm năm ấm, 12 nhập, 18 giới, vân vân. Thế gian chấp có từng pháp riêng lẻ, nhưng các pháp đều là không, là bất khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Tánh của chư pháp tự như vậy nên gọi là chư pháp không. Thế nào gọi là bất khả đắc không? Này Tu Bồ Đề, tâm cầu các pháp đều là bất khả đắc, mà bất khả đắc đó cũng là không, cũng chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của bất khả đắc tự như vậy nên gọi là bất khả đắc không. Thế nào là vô pháp không? Này Tu Bồ Đề, đối đãi với hữu pháp là vô pháp. Thế nhưng vô pháp là không, là bất khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của vô pháp tự như vậy nên gọi là vô pháp không. Thế nào là hữu pháp không? Này Tu Bồ Đề, hữu pháp do duyên hòa hợp mà có. Thế nhưng thật sự cũng là không, là bất khả đắc, chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh của hữu pháp tự như vậy nên gọi là hữu pháp không. Thế nào gọi là vô pháp hữu pháp không? Này Tu Bồ Đề, vô pháp và hữu pháp đều là không, đều là bất khả đắc, đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt, nên gọi là vô pháp hữu pháp không. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, còn có pháp, pháp tướng không. Pháp nói đây là năm ấm, cả năm ấm pháp tướng đều là không. Vô pháp, vô pháp tướng không. Vô pháp nói đây là vô di pháp, vô di pháp tướng là không. Tự pháp, tự pháp tướng không. Ở nơi mỗi pháp, tự tướng là vô tướng, chẳng phải do trí làm ra, cũng chẳng phải do kiến làm ra. Tha pháp tướng không. Dù có Phật xuất thế, dù chưa có Phật xuất thế, thì các pháp vẫn trú trong pháp như pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, thật tế. Bồ Tát quán hết thảy các pháp tướng đều không. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Luận. Hỏi. Đây là hội thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật về Bát Nhã Ba La Mật và đã được Phật giải đáp rồi. Nay vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi thêm về Ma Ha Diễn và lại cũng được Phật giải đáp nữa? Đáp. Bát Nhã Ba La Mật và Ma Ha Diễn có cùng nghĩa, chỉ khác nhau về danh tự mà thôi. Ma Ha Diễn được phiên âm từ chữ Phạn Mahayana, phiên âm đầy đủ là Maha Diễn Na. Maha là đại, là lớn, Diễn, Diễn Na là thừa, là cổ xe. Maha Diễn là đại thừa pháp. Tu hành pháp ấy thì vào được Phật đạo. Trong sáu pháp Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật là trên hết, dẫn đạo các Ba La Mật kia. Được Bát Nhã Ba La Mật là nhiếp đủ cả sáu Ba La Mật, là hành đầy đủ sáu Ba La Mật, là hành Bồ Tát đạo viên mãn, từ sơ phát tâm cho đến khi chứng thành Phật quả vậy. Ví như nhà vua ngự trên long xa, có các quan theo hầu. Bồ Tát muốn làm Phật phải cởi cổ xe đại thừa, hành sáu pháp Ba La Mật, đi thẳng vào đất Phật. Trong nhiều kinh có nói đến sáu pháp Ba La Mật, như các kinh Hoa Thủ, Pháp Hoa, Đại Vân, Pháp Vân, Di Lặc, vân vân. Nên biết rằng sáu pháp Ba La Mật được nói trong rất nhiều kinh, hoặc do Phật nói, hoặc do chư Đại Bồ Tát nói,
hoặc do chư Thanh Văn nói, hoặc do chư Thiên Đắc Đạo nói. Hòa hợp được các nghĩa trong các kinh thì gọi là Maha Diễn. Trong các kinh ấy thì Bát Nhã Ba La Mật được xem là pháp tối thượng. Bởi vậy nên hễ nói đến Maha Diễn là biết có Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Các trợ đạo pháp khác nếu chẳng được Bát Nhã Ba La Mật soi chiếu, hòa hợp thì chẳng có thể được đến Phật đạo được. Cho nên Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng Maha Diễn chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: như vậy vì sao chẳng nói Maha Diễn trước? Đáp: vì Bát Nhã Ba La Mật quá quan trọng nên phải nói trước. Phật muốn thuyết Bát Nhã Ba La Mật nên đã phóng đại quang minh, khiến chúng sanh khắp mười phương thế giới đều tự hỏi: nay vì đại sự nhân duyên gì mà có quang minh chiếu khắp như vậy? Các đức Phật ở các cõi nước đều nói rằng: ở thế giới Ta Bà có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thế rồi các Bồ Tát cùng các chư thiên đều hoan hỷ đến nghe. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Ma Ha Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật? Phật tán thán công đức của Bát Nhã Ba La Mật nên nói: những ai muốn thành Phật đều phải học Bát Nhã Ba La Mật. Bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật phải được thuyết giảng trước. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: ông nên vì các Bồ Tát nói về Bát Nhã Ba La Mật. Tuân theo lời Phật dạy, ngài Tu Bồ Đề nói: Bồ Tát chỉ là danh từ, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh từ. Cho nên Bồ Tát, Bồ Tát danh từ, Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật danh từ đều là không, là bất khả đắc. Dẫn đến Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc. Kể sau đó, ngài Tu Bồ Đề lại hỏi về Bồ Tát Cú Nghĩa và về nghĩa của Ma Ha Tát. Trong nghĩa Ma Ha Tát có bao gồm nghĩa Đại Trang Nghiêm và nghĩa Ma Ha Diễn. Ví như một vị vọng tướng phải có đầy đủ binh sĩ khí giới trang nghiêm mới xông vào trận đánh dẹp quân giặc được. Bồ Tát Ma Ha Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật trang nghiêm mới phá được ma quân, dẹp sạch các phiền não kiết sử để thẳng tiến đến Phật đạo. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật và Ma Ha Diễn đều có công năng đoạn pháp ái. Do vậy mà ngài Tu Bồ Đề đã dựa vào những điểm tương đồng giữa Bát Nhã Ba La Mật và Ma Ha Diễn để hỏi thêm về nghĩa của Ma Ha Diễn. Hỏi: có phải Ma Ha Diễn có hàm ý nói về Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi thành Phật đạo thường hằng tu tập các thiền pháp chăng? Có phải hành đúng theo Bát Nhã Ba La Mật là hành Ma Ha Diễn chăng? Có phải hành sáu pháp Ba La Mật là hành Ma Ha Diễn chăng? Đáp: trước đây đã nói rằng sáu pháp Ba La Mật nhiếp hết thảy các thiện pháp, như vậy chẳng cần hỏi thêm nữa. Có vô lượng thiện pháp, nhưng chỉ cần nói đến sáu pháp Ba La Mật là đầy đủ rồi vậy. Lại nữa, Ma Ha Diễn cũng hàm ý nói về Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi thành tựu đầy đủ các lực phương tiện, luôn luôn giữ tâm bình đẳng. Nên biết rằng tu sáu pháp Ba La Mật là tu đầy đủ hết thảy các thiện pháp rồi. Vì sao? Vì các thiện pháp dù chẳng sánh được với Bát Nhã Ba La Mật, nhưng nghĩa của thiện pháp cũng đã nhiếp trong nghĩa của sáu pháp Ba La Mật rồi vậy. Dĩ như ngay từ khi sơ phát tâm, người tu phải phát nguyện tu đại bi, phải có tâm bình đẳng mới có được các lực phương tiện. Lại nữa, khi tu bố thí phải bỏ lợi nhỏ hướng về lợi lớn mới là tu đại thừa. Lại nữa, tu hành để thành tựu các lực phương tiện là tu trí huệ. Khi trí huệ đã được thuần thục rồi thì người tu hành phải dùng các lực phương tiện để giáo hóa chúng sanh, và tịnh Phật quốc độ mới là tu đại thừa. Tất cả các hành nêu trên đây đều nhiếp trong sáu pháp Ba La Mật. Hỏi: như vậy vì sao còn nói hành 108 tam muội cũng gọi là hành Ma Ha Diễn? Đáp: nói về sáu pháp Ba La Mật là nói về thể của Ma Ha Diễn, còn nói về các Đà La Ni, các tam muội vân vân là nói về dụng của Ma Ha Diễn. Cho nên trước nói đến thể rồi sau nói đến dụng vậy. Hỏi: vì sao chỉ nói đến sáu pháp Ba La Mật mà chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, chẳng thêm, chẳng bớt? Đáp: Phật là đến Pháp Vương, tùy theo căn cơ, tùy theo ý nguyện của chúng sanh mà phương tiện nói pháp. Có khi Phật chỉ nói một pháp, có khi nói hai pháp, ba pháp, bốn pháp, lại có khi nói rất nhiều pháp. Ví như trong kinh Hiền Kiếp có nói đến 8.400 Ba La Mật. Lại nữa, chúng sanh đã thọ thân là có thọ khổ, khiến phải lên xuống mãi trong sáu nẻo đường sanh tử, chịu bao nhiêu cực hình đau khổ. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát khởi đại bi tâm
muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi sáu đường sanh tử mà phát nguyện tu sáu pháp ba la mật, chẳng có nhiều hơn cũng chẳng có ít hơn, vì các ba la mật đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc. Hỏi: bố thí ba la mật có rất nhiều tướng, vì sao Phật chỉ nói đến năm tướng sau đây mà thôi? Năm tướng đó là: một, xả nội vật sở hữu; hai, xả ngoại vật sở hữu; ba, tương ưng với tâm tác bà nhã; bốn, dụng pháp vô sở đắc; năm, cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng bồ đề. Vì sao chẳng nói về tâm đại bi, về cúng dường chư Phật, về dụng thần thông khi hành bố thí ba la mật? Đáp: vì năm tướng nêu trên đây đã nhiếp hết thảy các tướng khác rồi vậy. Ví như bố thí mà tương ưng với tâm tác bà nhã, xả nội ngoại vật sở hữu của mình, cùng với chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề là đã có đại bi tâm. Lại nữa, hồi hướng mà chẳng cầu đắc quả thanh văn và quả bích chi Phật, chỉ dụng pháp vô sở đắc là đã vào được nơi thật tướng pháp, nơi thật tướng bát nhã ba la mật rồi vậy. Hỏi: nếu như vậy thì chỉ cần nói tương ưng với tâm tác bà nhã là đủ rồi, cần gì phải nói đầy đủ cả năm tướng? Đáp: nói như vậy là rất đúng, thế nhưng vì chúng sanh đa số chẳng hiểu rõ được nên cần phải nói rõ ràng. Muốn được tâm bố thí tương ưng với tác bà nhã thì hành giả phải xả bỏ nội ngoại vật.